và bây giờ sẽ là phần thi của thí sinh Đinh Văn Long, mã số 05, 57 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Với bài hát dự thi, Còn Đó Chút Hồng Phai. Trình diễn tuyệt vời của thí sinh Đinh Văn Long. Và thưa quý vị, ca khúc Còn Đó Chút Hồng Phai cũng là bài hát ruột của ca sĩ Cẩm Vân, cho nên có lẽ chị chính là người sẽ có lời nhận xét chính xác nhất. Xin mời chị. Tôi xin phép đứng lên, nãy giờ em xin lỗi là ngồi. Xin chào anh Long, anh hát bài này về tình cảm thì rất là tốt, diễn cảm được. Giọng hát anh cũng tốt, mà Cẩm Vân chi tiết tại sao mà những cái đoạn bay lên anh không bay cho hết ga luôn, để cho nó lãng tử chút xíu, mình hơi bị gò một chút xíu, nhưng mà cái đó không phải là khuyết điểm đâu. Góp ý để vào tận sau là anh nên là mình phát huy cái đó, tại giọng mình đã tốt, nhịp chắc rồi, hát không phô một nốt nào hết, rất là tốt. Xin chúc mừng tiết mục của anh. Cảm ơn ca sĩ Cẩm Vân. Và kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhắn tin với mã số là 05 gửi đến tổng đài 8534. Cảm ơn anh Đinh Văn Long.